giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Chị em như Chibu Quỳnh Anh Xin từng tuyên bố không bao giờ hẹn hò người yêu cũ của bạn, nhưng giờ lại vướng tin đồn vào đúng điều tối kỵ. Trước nghi vấn, nghỉ chơi, Quỳnh Anh Xin và Chibu đã từng có những phát ngôn về tình bạn như thế này. Động thái hủy theo dõi Chibu trên mạng xã hội của Quỳnh Anh Xin như một giọt nước tràn ly, chính thức làm rộ lên mạnh mẽ tin đồn nghỉ chơi của hai hot girl này. Thậm chí có thông tin còn nói rằng bạn trai mới của Chibu từng có mối quan hệ tình cảm với người bạn thân của cô, đúng ngay thời điểm Quỳnh Anh Xin viết trạng thái bóng gió trên trang cá nhân. Chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao, nhưng hiện tại cộng đồng mạng đang dồn sự chú ý về cặp chị em hot girl Hà Thành. Một số phát ngôn về tình bạn của Chibu và Quỳnh Anh Xin cũng bị đào mộ lại. Trùng hợp là những phát ngôn đó đều có vẻ như rất phù hợp để đặt vào tình huống hiện tại của hai người. Cụ thể, trong một buổi trò chuyện gồm nhóm bạn Chibu Quỳnh Anh Xin, Salim Sơn HT, Chibu đã nói khi có vấn đề thì phải thẳng thắn, nghĩa là khi xảy ra hiểu lầm mâu thuẫn trong bất cứ chuyện gì thì cô và những người bạn thân bao gồm Quỳnh Anh Xin đều phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Tuy nhiên hiện tại thì cả hai lại chỉ có những động thái bóng gió trên mạng xã hội. Tiếp theo, khi được hỏi nguyên tắc để duy trì tình bạn, Chibu và các chị em của mình cũng thống nhất quan điểm không theo trai bỏ bạn. Ngược lại, ngay bây giờ tình bạn của Chibu và Quỳnh Anh Xin đang có nguy cơ toan ngay khi Chibu vừa bị tiết lộ có bạn trai mới. Và một trong những phát ngôn gây chú ý nhất về tình bạn giữa hai cô gái này chính là hẹn hò với người yêu cũ của bạn là điều tối kỵ. Không chỉ Chibu, Quỳnh Anh Xin mà cả Sinh HT và Salim đều khẳng định không bao giờ làm chuyện này. Thế nhưng một lần nữa phải nhắc lại câu chuyện mới đây, bạn trai của Chibu là một công tử có gia thế ở Hà Nội, có tin đồn rằng từng liên quan đến người chị em thân thiết của cô, và hành động bỏ theo dõi đàn chị của Quỳnh Anh Xin lại càng khiến dân tình xôn xao hơn. Hiện tại tất cả những thông tin về chuyện Chibu, Quỳnh Anh Xin nghỉ chơi hay hẹn hò người yêu cũ của bản thân vẫn chỉ là tin đồn, thực hư ra sao có lẽ vẫn cần thời gian và chính chủ lên tiếng.